giữa lúc trận động đất sóng thần kinh hoàng ập đến Nhật Bản. Hình ảnh nữ phát thanh viên của đài NHK không ngừng hét lên, bảo mọi người chạy đi đã khiến nhiều người cảm động. Cô Izumi Yamauchi đã dùng tất cả sức lực của mình để liên tục cảnh báo, hướng dẫn mọi người di tản. Khi thì bảo người dân núp dưới gầm bàn, bảo vệ đầu và cơ thể. Lúc thì thúc giục họ, đừng xem TV nữa, hãy chạy ngay đến vùng đất cao hơn. Sắp có sóng thần xảy ra. Có người nói, khi nghe tiếng kêu gọi cấp bách của cô ấy, tôi không kìm được nước mắt. Họ thực sự cảm nhận được mong muốn bảo vệ tính mạng người dân của cô. Cư dân mạng khen cô là một anh hùng. Ngoài việc đưa ra cảnh báo bằng tiếng Nhật, một số đài truyền hình như Sun ở Hyogo đã đưa ra cảnh báo động đất bằng nhiều ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Trung giản thể. Để bảo vệ tính mạng, hãy chạy đi càng sớm càng tốt, hãy chạy đến những nơi cao. Và lần này, nhiều kênh truyền thông Trung Quốc đã thể hiện thái độ thiện chí, thân Nhật một cách bất thường. Vào ngày xảy ra động đất ở Nhật Bản, Tiêu Trình Hạo, một người dẫn chương trình truyền hình của Trung Quốc, đã đăng tải video lên Weibo, hả hê cho rằng đây là quả báo cho việc Nhật Bản xả nước thải nhiệm phóng xạ hạt nhân ra biển vào năm ngoái. Không chỉ Tiêu Trình Hạo, nhiều tiểu phấn hồng, những thanh niên Trung Quốc yêu nước mù quáng cũng vui vẻ tán thưởng trên mạng xã hội. Thế nhưng, khác với những lời nói chống Nhật trước đây, lần này chính quyền Trung Quốc không những không xúi giục ở hậu trường, mà còn chỉ trích hiện tượng này. Bản thân Tiêu Trình Hạo cũng bị đình chỉ chức vụ vì những lời nhận xét không phù hợp. Một bài viết cũng đặc biệt đề cập rằng, sau trận động đất, một số đài truyền hình ở Nhật Bản đã tính đến việc du khách Trung Quốc không hiểu tiếng Nhật, nên người dẫn chương trình đã dùng lời cảnh báo bằng tiếng Trung để hướng dẫn du khách Trung Quốc cách sơ tán. Bài viết nhận xét, những hành động đầy thiện ý và tử tế gây xúc động này sẽ khơi dậy sự hưởng ứng tương tự trong xã hội dân sự Trung Quốc. Nhà văn độc lập Gia Cát Minh Dương cho rằng, hiếm khi những bài viết như vậy được đăng tải mà không gặp tín hiệu bị chặn. Đây là dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nhượng bộ quốc tế. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự đồng thuận chống Đảng Cộng sản Trung Quốc của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như việc họ tách rời toàn diện khỏi Trung Quốc, khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ hãi. Mục đích trong cách tiếp cận hiện nay của chính quyền Bắc Kinh là thể hiện thiện chí với Nhật Bản và giảm bớt áp lực từ bên ngoài.